Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình front end, bên này thì ActionX cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 19 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn demo về cái phần style cho cái thằng React.js. Thì ở trong cái buổi này tôi sẽ hướng dẫn các bạn nào demo cái kiểu là in style type. Thì để làm demo cho cái phần này thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra một cái project mới. Thì tôi sẽ vô cái mục terminal này. Rồi tôi sẽ sử dụng cái thằng gian React app này. Đây, tôi sẽ sử dụng cái thằng gian React App và tôi sẽ tạo ra cái project file là demo second project đi. Rồi tôi nhấn Enter. Rồi, nó đã init cái project của tôi xong. Thì bây giờ tôi sẽ đi cd cho cái project của tôi này. Rồi sau đó là tôi sẽ có định gen tạp để tạp cái project của tôi lên này. Các bạn nhớ là các bạn phải cd cho cái project của các bạn nha. Rồi bây giờ tôi sẽ có định gen tạp để tạp cái project của tôi lên. Rồi, nó đã tạp cái project của tôi lên như vậy. Và bây giờ chẳng hạn như là cái tôi sẽ đi mở cái project của tôi ra này. Rồi trong cái file index.js thì nó đang xài cái app carbon run, thì trong cái app carbon run thì mấy cái này tôi sẽ xóa đi. Và bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ có cái thẻ H1 ở đây. Chẳng hạn như là tôi sẽ có cái test là demo using inline type. In React.js. Rồi tôi sẽ nick cho say này. Rồi cái logo này tôi sẽ bỏ đi. Cái dòng import cái logo này tôi cần xài nữa tôi bỏ đi này. Rồi tôi vô say này. Rồi. Ở bên này thì giờ nó chỉ show cái test cho tôi là demo using inline type in React.js này. Rồi bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái kiểu inline style như sau. Thì để mà sử dụng cái kiểu inline style thì trong cái thẻ của chúng ta thì tôi sẽ khai báo cái kiểu thêm cái thuộc tính là style. Và tôi sẽ bằng hai cái dấu ngoặc nhọn như vậy, bằng cái kiểu này nhờ cái kiểu object. Rồi bây giờ tiếp theo thì chẳng hạn như là cái chỗ này cái thẻ H1 này tôi muốn cho nó cái background color chẳng hạn. Thì tôi sẽ có cái thuộc tính là background color. Các bạn lưu ý là cái chỗ này thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiểu viết code là kiểu camel case, tức là cái ký tự đầu và cái ký tự hai chúng ta sẽ viết hoa lên như vậy đó. Rồi chỗ này chẳng hạn như là tôi sẽ cho cái màu của nó là orange chẳng hạn, màu cam chẳng hạn đó. Thì tôi sẽ có một cái dấu ngoặc đơn và tôi sẽ chuyển cho cái giá trị của nó như vậy. Rồi giờ tôi đi cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt và kiểm tra nó lại này. Đó, bây giờ cái test của nó đã có cái màu orange như vậy. Đó. Thì cái kiểu inline style này thì các bạn lưu ý là chúng ta hạn chế sử dụng. Thì chúng ta sử dụng trong trường hợp mà chẳng hạn như là cái thuộc tính đó, cái kiểu style đó nó là một cái kiểu duy nhất xài ở một cái chỗ đó thôi thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiểu style này. Hoặc là trong trường hợp cái giá trị của chúng ta nó cần phải lấy từ một nơi khác, ví dụ lấy từ cái API ở backend chẳng hạn, thì cái giá trị đó nó phụ thuộc thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái kiểu inline style này đó. Thì như vậy hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm cái demo về cái kiểu sử dụng cái kiểu inline style ở trong cái thằng
React.js thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.